À, đối với ảnh kỹ thuật số thì cái việc mà một tấm ảnh sau khi chụp xong ra nó bị mù là đó là chuyện hiển nhiên, không có gì bàn cãi. Bây giờ cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta là làm sao để xử lý những tấm ảnh mù mù đó trở nên rực rỡ hơn và nét hơn, đẹp hơn rất nhiều. Đó mới là vấn đề mà đáng để chúng ta bàn cãi trong cái vấn đề này. Thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có hai cách để làm nên cái công việc mà như tôi vừa nói, xử lý tấm ảnh mù và nâng nét, nâng màu sắc cho ảnh. Đây là cái ảnh thứ nhất, các bạn hãy xem trên màn hình. Tấm ảnh này, như chúng ta thấy đây, cái màu đỏ của lưới nó không được rực rỡ cho lắm và cái nét ảnh nó bị mù mù, rất là khó chịu. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bức ảnh này bằng cách thứ nhất là dựa vào cái hệ màu láp và chúng ta tăng cường hai cái màu A và B trong trong cái hệ màu láp của chúng ta. Thì bước 1, các bạn hãy chuyển cái hình này sang chuẩn là láp. Đây, nếu như hình bạn là ARGB thì bạn phải chủ động chuyển nó sang là chuẩn của láp color. Sau đó các bạn hãy thực hiện như sau, bạn hãy nhân bản một lớp mới hoặc là tạo một cái lớp mới, hai cách đều được. Trong bài này tôi sẽ dùng cách là tạo một lớp mới rỗng, và trong lớp mới này các bạn cho nó một cái hiệu ứng của lớp là shop line. Ta chọn shop line. Sau đó bạn hãy vào trong phần email và chúng ta sẽ sử dụng là apply email. Trong phần apply email, các bạn đặt cho cái phần layer của bạn là background và cái kênh chúng ta đầu tiên là chọn kênh A. Rồi bạn chọn hiệu ứng blending là supply. Bạn thấy hình nó được rực hơn rất nhiều. Nhấn ok. Đây bạn thấy cái lưới nó được rực lên. Rực lên. Bây giờ chúng ta làm thêm một lần nữa cho cái kênh B bằng cách là new lớp mới. Rồi bạn cũng chọn đây là supply. Supply. Sau đó bạn hãy vào trong phần là apply email. Tiếp theo bạn chọn cái kênh này là kênh B. Kênh B thay cho kênh A nãy và chúng ta nhấn ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ flatten hai cái hình này lại. Đó là cách thứ nhất để chúng ta nâng cái độ rực rỡ của màu trong cái ảnh kỹ thuật số bị mù. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cách thứ hai như sau thưa quý vị. Cách thứ hai là chúng ta sẽ giữ ba phím là Control Alt và dấu ngã để tạo ra một cái vùng tròn cho ảnh. Rồi bây giờ chúng ta nhấn Control Z để tạo ra một lớp ảnh mới. Đây là cách thứ hai. Và sau đó bạn hãy sử dụng hiệu ứng cho cái lớp mới vừa tạo ra, đó là hiệu ứng overlay. Bạn thấy rực hơn rất nhiều. Bạn thêm một lần overlay nữa. Bạn thấy rực hơn nữa. Và nếu cần thêm một lần overlay nữa và bạn cho nó là supply. Lần thứ ba chúng ta cho supply. Thì bạn thấy hình nó cũng được rực hơn rất nhiều so với ban đầu. Đây, đấy, nó xử được cái độ mù của ảnh. Đó là hai cách để giúp bạn thực hiện đưa một tấm ảnh kỹ thuật số bị mù trở nên rực rỡ hơn.